Uh, xin chào tất cả mọi người chào mừng uh, mọi người đã quay trở lại uh, với channel của mình thì vừa rồi mình vừa biết được cái thông tin từ phía anh hải vâng anh hải đã có một cái video nói rằng là tuấn khỉ thì uh, muốn ra đầu thú vâng thì trước khi muốn đi đầu thú thì uh, tuấn khỉ muốn uh, về để thăm uh, vợ con mình thì anh hải có hứa rằng là là trước khi đi đầu thú thì anh Hải sẽ ra đón và đưa về thăm vợ con của mình Thì thực hư nhiều bạn rất là e ngại trong cái vấn đề là Thực sự có đúng là Tuấn Khỉ muốn ra đầu thú hay không Tại sao đầu thú thì lại không gọi thẳng cho bên cơ quan công an Để họ sẽ tạo điều kiện để cho ra đầu thú để gặp vợ gặp con Mà lại đi để gọi cho anh Hải Thì nhiều người có nói rằng là Như anh Hải thì chỉ là một hiệp sĩ Và với những hiệp sĩ thì không được trang bị đầy đủ như phía những cảnh sát cơ động Nếu mà thực sự mà mà tuấn khỉ có gọi cho anh hải như vậy thì thực sự ra là nhóm của anh hải lúc này đang gặp khá nguy hiểm nếu như thực sự mà tuấn muốn ra đầu thú thì là một cái tin vui còn nếu như mà đây là một cái bẫy thì đội của anh hải với 5-6 người như thế thì mà trong khi đó là một mảnh giáp không có súng ống thì không thì thực sự là rất nguy hiểm mọi người ạ thực sự nếu như anh hải mà nghĩ xa hơn thì anh hải có thể liên hệ với phía cơ quan công an để được can thiệp chứ nếu trong cái trường hợp mà không may mà bị, bị tuấn khỉ lừa mà ra đó thì thật sự mình thấy rất là nguy hiểm cho tất cả mọi người, cả đội của anh hải bởi vì tại sao mình nhiều người cũng nói rằng tại sao lại không gọi cho phía cơ quan công an để ra đầu thú mà lại đi gọi cho anh hải đúng không ạ thì mọi người biết cái việc mà mối quan hệ trên xã hội thì nói chung là chuyện bình thường nhưng mà trong lúc này là lúc rất nguy cấp và thực sự là một lúc này tuấn khỉ là một tên tội phạm khá là nguy hiểm cho tất cả mọi người vì đang được lệnh truy nã trên toàn quốc thế nên là cái việc mà lúc này Tuấn khỉ lại liên hệ trực tiếp với anh hải để muốn ra đầu thú nhưng trước khi đi đầu thú thì lại muốn về thăm vợ con. Thì thực sự nhiều bạn khi xem xong được clip đó rất là lo cho anh Hải luôn. Bởi vì nếu thực tế mà Tuấn muốn ra đầu thú thật thì đây là một cái tin vui. Bởi vì trong những ngày vừa rồi thì ở phía cơ quan chính quyền cũng như người dân mất ăn mất ngủ vì chưa bắt được Tuấn, vì trong khu khi đó là cái cánh rừng này thì nó là quá rộng mà cái lực lượng thì chưa đủ thế nên là cái việc mà chỉ gọi là tiếp cận và khép chặt vòng vây thôi chứ chưa tiếp cận được với tuấn thì như mọi người thông tin trong video thì mình có biết là tuấn đã gọi điện cho anh hải và anh hải có làm video nói với tuấn rằng là hãy bỏ súng xuống, xuống và đi ra đường thì anh hải sẽ đón và đưa về thăm vợ con xong đó sẽ đi đầu thú thì thực sự việc này như thế nào thì mọi người sẽ đón tiếp theo trong tập sau của anh hải bởi vì lúc này là anh hải đang trên đường đi thực sự mọi người rất là lo mọi người ạ mong rằng là những cái lời của tuấn nói là sự thật và tuấn sẽ sẽ, sẽ chuyển hướng để về thăm gia đình xong sẽ đi đầu thú để cho mọi người đều được uh, bình an thực sự lúc này là mình rất lo cho đội anh hải mọi người ạ thế nên là cái tin vui thì uh, mọi người sẽ được uh, chờ trong uh, video tiếp theo của anh hải nhé bởi vì mình mới biết được một chút thì mình thông tin thêm để cho mọi người cùng được biết để mà mà, mà... mong rằng đây là một cái tin vui mà, mọi người ạ. mong rằng là tuấn khỉ nói đây là thật thì để mong là cái tin vui cho đội của anh hải bớt lo vì lúc này thì mọi người rất là lo cho anh đội anh hải thế nên là mọi người sẽ chờ tin vui của anh hải ở trong uh, video sau nhé video này mình xin kết thúc ở đây ừ, xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người